Xin kính chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ Bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023. Chương trình Thời sự tối hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận để góp phần hoàn thiện các nội dung đưa ra nghị sự. Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh lấy ý kiến đóng góp 13 nội dung dự thảo báo cáo tờ trình của các sở ngành chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm 2023 Hội đồng dân tỉnh khóa 10. Hội đồng dân tỉnh Trà Vinh giám sát công tác quản lý khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2022 tại huyện Cầu Ngang. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị các bạn, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 lần này, trong các buổi làm việc ở tổ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh tham gia ở tổ số 6, cùng với đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Phú Thọ, Quảng Nam và Đắk Nông. Trong đó, các đại biểu Quốc hội của tỉnh Trà Vinh đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận để góp phần hoàn thiện các nội dung đưa ra nghị sự. Trong tuần qua, tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi, và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Trà Vinh, đại biểu Trần Quốc Tuấn, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Trà Vinh đã đóng góp nhiều ý kiến để góp phần hoàn thiện hai dự thảo nghị quyết này. Cụ thể, đóng góp vào dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi, đại biểu Quốc hội Trần Quốc Tuấn nêu ý kiến. Tôi rất là băn khoăn nội dung quy định tại điều 4 của dự thảo là trường hợp vi phạm pháp luật về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định. Tôi cho rằng quy định như vậy thì còn chung quá và cũng mang tính là định tính nhiều hơn là định lượng. Và khi có vấn đề xảy ra thì chúng ta rất khó xử lý. Vì trong thực tiễn hiện nay thì chúng ta còn nhiều cái trường hợp là có những trường hợp là vận động để mà lấy phiếu bỏ phiếu có lợi cho mình hay là làm ảnh hưởng đến người khác, thì cái này là ở mức độ nào thì vi phạm và ở mức độ nào thì không vi phạm thì chúng ta cũng sẽ gặp khó khăn khi mà áp dụng thực tiễn. Hay là một cái ví dụ khác, thì hiện nay cái sự phát triển của công nghệ 4.0 đó, thì trước cái thực trạng là mạng xã hội phát triển rất mạnh, chúng ta rất khó kiểm soát. Và cái khi mà mạng xã hội phát triển đó, thì nó có nguy cơ tác động đến cái việc là ảnh hưởng đến cái kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, thì chúng ta xử lý như thế nào. Một cái điển hình là hai ba ngày gần đây đó, thì có một cái đoạn clip đưa lên TikTok là cái việc ngã giá của một phó chủ tịch huyện của Cà Mau, thì ngã giá là lại quả là 25-30% công trình xây dựng gì đấy. Thì không biết thật hư là cái việc như thế nào, này là như thế nào, nhưng mà cái clip này đã bị lan truyền rất rộng, rất nhiều lượt tương tác chia sẻ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái uy tín của địa phương và đặc biệt là cái cá nhân của đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân huyện đó. Và đồng chí này là thuộc đối tượng là phải lấy phiếu tín nhiệm trong cái thời điểm này và trong thời gian mà xác minh đó, đồng chí này có hay không cái việc đó thì chắc chắn rằng là đồng chí này đã uy tín là bị sụt giảm. Còn lỡ như là lấy phiếu tín nhiệm thì nó bị là thấp, phiếu tín nhiệm thấp rồi kia, thì chúng ta xử lý như thế nào, thì cái vấn đề này chúng ta cũng cần phải nghiên cứu để làm sao mà khi mà chúng ta đưa cái nội dung nghị quyết này thì nó đảm bảo là chúng ta thực hiện cho nó tốt. Trong khi đó, thảo luận vào dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội Trần Quốc Tuấn đồng tình với tất cả các nội dung nêu trong dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, theo đại biểu Trần Quốc Tuấn, cần có những cơ chế thoáng hơn, rộng hơn nữa để giúp thành phố Hồ Chí Minh vượt trội so với các tỉnh, thành phố khác. Tôi cho rằng thành phố Hồ Chí Minh hiện nay cần phải có một cái cơ chế đặc thù, không những như những cái đề án, những cái nội dung mà đăng ký, mà tôi cho rằng phải có những cái cơ chế thoáng hơn nữa để thành phố Hồ Chí Minh có thể là vượt trội so với các tỉnh khác và làm cái đầu tàu dẫn dắt. Bởi vì thành phố Hồ Chí Minh là một cái thành phố năng động, một cái thành phố đầu tàu kinh tế của cả nước, và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh hiện nay giống như người anh hai của đồng bằng sông Cửu Long,
được xem là có rất là nhiều lợi thế để làm sao dẫn dắt cái các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long phát triển. Nhưng mà hiện nay thì vai trò của thành phố Hồ Chí Minh do về cái áo cơ chế quá chật, do đó không thể hiện được cái vai trò sứ mệnh là người anh hai của khu vực đồng bằng sông Cửu Long để kéo đồng bằng sông Cửu Long vực dậy được. Theo quan điểm cá nhân của tôi thì nên có một cơ chế rộng hơn, thoáng hơn nữa, có thể là chúng ta bung hết để cho thành phố Hồ Chí Minh làm, bỏ hết những cái cơ chế để cho thành phố Hồ Chí Minh, giống như là một số cái thành phố khác trên thế giới. Tôi nói ví dụ như bây giờ cho thành phố Hồ Chí Minh làm đi, quan trọng là chúng ta giám sát, đăng ký thực hiện các công việc trước rồi chúng ta tổ chức, chúng ta giám sát. Rồi nếu cán bộ hay là lãnh đạo nào có tư túi cá nhân thì chúng ta xử lý. Còn nếu không thì chúng ta cho họ có một cái mô hình để sau này họ thành công thì chúng ta điều chỉnh cái quy định của pháp luật theo những cái thành công đó, chúng ta nhân rộng ra cho các tỉnh, các địa phương khác để phát triển. Còn nếu mà không thành công thì chúng ta có thể làm, lấy cái đó làm cái kinh nghiệm để chúng ta điều chỉnh cái luật để mà chúng ta có thể là chúng ta quy định cho nó chặt chẽ hơn. Ngoài đại biểu Trần Phước Tuấn, các đại biểu Quốc hội của tỉnh Trà Vinh cũng đã tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến xác đáng để góp phần hoàn thiện các nội dung đưa ra thảo luận trong chương trình nghị sự của kỳ họp này. Ngày 2 tháng 6, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, chủ trì phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh để thông qua một số nội dung còn lại chuẩn bị trình kỳ họp giữa năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10. Tại phiên họp, ông Châu Đăng Quà, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư trình lên Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023. Ở dự thảo này, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến cho phần nhận định tình hình chung trong 6 tháng đầu năm, điều chỉnh số liệu vốn đầu tư toàn xã hội, xem xét lại số liệu về chi ngân sách, số liệu về nông nghiệp, lâm nghiệp, y tế, bổ sung xã nông thôn mới, đánh giá lại hoạt động của các cảng cá hiện tại, đánh giá tiến độ triển khai nhà máy điện gió và điều chỉnh một số từ ngữ cho phù hợp. Tờ trình thứ hai là quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình dự án khác, cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 sau khi được các đại biểu đóng góp ở kỳ họp lần trước. Cũng tại phiên họp, ông Bùi Thành Thương, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày tờ trình về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh. Theo đó, một số xã của huyện Càng Long và huyện Châu Thành sẽ nhập vào đơn vị hành chính của thành phố Trà Vinh. Phiên họp cũng xem xét về các dự thảo báo cáo của Sở Tài chính về tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023. Dự thảo báo cáo của các ngành, thanh tra, công an tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm. Xem xét dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số 57 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Xem xét hai dự thảo báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết số 59 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 và dự thảo báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn đề nghị các sở ngành liên quan cập nhật điều chỉnh lại các văn bản dựa trên các ý kiến đóng góp của các đại biểu và thông qua 13 nội dung dự thảo báo cáo tờ trình của các sở ngành trình chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7 sắp tới. Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh do bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn vừa đến giám sát công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Trồng An giai đoạn 2021-2022. Theo số liệu từ dự án điều tra đánh giá và khoan định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2019, trên địa bàn huyện Trồng An có gần 26.500 công trình khai thác nước dưới đất, trong đó có gần 26.000 giếng khoan có lưu lượng nhỏ hơn 20 mét khối một ngày đêm. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai thực hiện phương án hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Trong năm 2022 và đầu năm 2023, tổng số giếng khoan đăng ký mới trên địa bàn huyện là 115 giếng. Trong năm 2022, huyện đã chấn chỉnh hành vi khai thác, vận chuyển vật liệu nạo vét từ bãi chứa thuộc hai dự án nạo vét hệ thống kênh trục của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khi chưa hoàn thành thủ tục khai thác, triển khai thực hiện đề án kiểm kê kiểm soát, bảo vệ chất lượng nước, phục hồi cảnh quan, cải tạo hệ sinh thái ao hồ và các nguồn nước mặt trên địa bàn huyện Trồng An năm 2022-2023. Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện bán đấu giá đất bờ kênh Vĩnh Bình, Mỹ Cẩm, bờ kênh
xã Vinh Kim và bờ kênh xã Long Sơn nộp ngân sách nhà nước trên 2,3 tỷ đồng. Trong năm 2022, huyện đã tổ chức thẩm định 21 hồ sơ xin hạ độ cao, cải tạo đất nông nghiệp trên địa bàn các xã Long Sơn, Nhị Trường, Mỹ Long Bắc và Hiệp Hòa. Công tác thu thuế hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản năm 2021 và năm 2022 đạt 56,8 triệu đồng. Trong năm 2022, huyện đã tổ chức 80 cuộc tuần tra, kiểm tra khai thác khoáng sản trái phép. Qua kiểm tra phát hiện 8 trường hợp vi phạm, đã xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ trên 2 đối tượng với số tiền 8 triệu đồng, chuyển cơ quan điều tra công an tỉnh khởi tố hình sự 1 vụ. Phát biểu tại buổi giám sát, bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đề nghị huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức và người dân về tầm quan trọng của tài nguyên khoáng sản để thực hiện đúng quy định, chỉ đạo rà soát, xem xét trách nhiệm của các xã trong công tác này, phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra chặt chẽ tình hình khai thác đất bờ kênh, bãi chứa bùn, tạo thuận lợi cho việc đi lại sản xuất của người dân, tăng cường quản lý nguồn nước ngầm, xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản và xem xét trách nhiệm đối với các cơ quan đơn vị để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản theo thẩm quyền. Ngày 2 tháng 6, Thành ủy Trà Vinh tổ chức lễ trao huy hiệu đảng cho các đồng chí cao niên tuổi đảng đợt 19 tháng 5 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh đến dự. Đợt trao huy hiệu đảng lần này, Thành ủy Trà Vinh có 65 đồng chí vinh dự được nhận huy hiệu đảng. Trong này có 15 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng, 30 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng, 7 đồng chí 45 năm tuổi đảng, 7 đồng chí 50 năm tuổi đảng, 5 đồng chí 55 năm tuổi đảng và 1 đồng chí 60 năm tuổi đảng. Các đảng viên được nhận huy hiệu đảng đợt này bày tỏ niềm vui phấn khởi và khẳng định ý chí kiên định sẽ tiếp tục phấn đấu chịu trận phẩm chất của người đảng viên, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đồng chí gia đình, giáo dục con cháu tiếp tục phát huy tốt truyền thống cách mạng và vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cùng đảng bộ chính quyền địa phương tích cực xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Trà Vinh chúc mừng, ghi nhận, biểu dương và bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc, khẳng định việc nhận huy hiệu đảng là vinh dự, niềm tự hào của cá nhân, gia đình, chi bộ và đảng bộ thành phố Trà Vinh, đồng thời mong muốn các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu đảng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp sức lực trí tuệ trong xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Việc trao tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên nhằm ghi nhận, tôn vinh những đảng viên đã có quá trình phấn đấu rèn luyện, cống hiến không ngừng cho mục tiêu lý tưởng cao đẹp của đảng, là tấm gương sáng cho các thế hệ đảng viên học tập noi theo. Huyện ủy Châu Thành vừa tổ chức sơ kết tình hình thực hiện vụ tháng 5 và xây dựng chương trình công tác tháng 6 năm 2023. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trà Vinh. Trong tháng 5, Huyện ủy Châu Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổ chức hoàn thành hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2020-2025 theo kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng hiệu quả, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện ổn định. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Huỳnh Công Lập, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Châu Thành đề nghị các cấp ủy đảng trong huyện cần tập trung triển khai nội dung tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chú ý chọn nội dung phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị, tuyên truyền kết quả hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 của Trung ương Đảng, tỉnh ủy, huyện ủy, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong đảng, kiểm tra thực tế các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới, tình hình nêu gương của đảng viên trong xây dựng nông thôn mới, tiếp tục chuẩn bị kỳ họp lệ giữa năm 2023 Hội đồng dân huyện khóa 12, quan tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng trong triển khai xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng và thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, đơn thư phản ánh của người dân. Ủy ban nhân dân huyện Càng Long vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 5 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 6 năm 2023. Trong tháng 5, huyện đã chỉ đạo bà con nhân dân theo dõi vụ lúa hè thu, trà lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt với tổng diện tích xuống giống trên 8.900 hectare lúa đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển tốt.
cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày gieo trồng được 726 ha, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 124 tỷ đồng, tăng 13,64% so cùng kỳ. Thủy sản thu hoạch trong tháng 3.465 tấn. Thương mại dịch vụ 398 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên toàn địa bàn 67 tỷ đồng, nâng lũy kế 352 tỷ đồng. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi được kiểm soát. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Đến nay, huyện có 108 ấp nông thôn mới, chiếm 97,29%. Có 16 ấp đạt chuẩn ấp nông thôn mới kiểu mẫu, 7 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, yêu cầu thời gian tới các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với các địa phương duy trì và phát triển đàn vật nuôi gắn với phòng chống dịch bệnh, tăng cường kiểm tra chuyển đổi đất không đúng quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất sản phẩm OCOP, tổ chức ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi mùa mưa bão đến gần, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý triệt để kịp thời các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, lề lối tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, công an quân sự các cấp, phối hợp tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn. Ngày 2 tháng 6, tỉnh đoàn Trà Vinh phối hợp Sở Dục và Đào tạo tổ chức tổng kết trao giải hội thi trực tuyến Ánh sáng soi đường và Tinh học trẻ năm 2023. Sau hơn một tháng diễn ra, hội thi trực tuyến Ánh sáng soi đường thu hút trên 20.300 cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia. Hội thi tập trung vào các nội dung như tìm hiểu kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng đạo đức phong cách và cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản tỉnh Trà Vinh, nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản tỉnh Trà Vinh lần thứ 11, nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 và nghị quyết năm 2023 của tỉnh ủy Trà Vinh. Hội thi Ánh sáng soi đường được tỉnh đoàn tổ chức hàng năm. Đây là giải pháp sáng tạo trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo của các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên trong triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, của đoàn các cấp. Kết quả, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích cao. Trong đó, giải nhất cá nhân được trao cho thí sinh Trần Quốc Việt, đơn vị đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp. Dịp này, ban tổ chức đã tổng kết và trao giải hội thi Tinh học trẻ năm 2023. Hội thi có sự tham gia của 352 thí sinh, chia làm 6 bảng. Trong đó, bảng A là khối học sinh tiểu học, bảng B là khối học sinh trung học cơ sở, bảng C1 là khối học sinh trung học phổ thông hệ chuyên, bảng C2 là khối học sinh trung học phổ thông không chuyên, bảng D2 thi sản phẩm sáng tạo dành cho học sinh trung học cơ sở, bảng D3 thi sản phẩm sáng tạo dành cho học sinh trung học phổ thông. Kết quả, ban tổ chức đã trao 5 giải nhất, 8 giải nhì, 13 giải ba, 16 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích cao ở các bảng. Đoàn công tác của Hội Nhà báo và Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh do ông Tăng Chí Vướng, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh dẫn đầu vừa có chuyến đi trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên. Tây Nguyên là vùng đất có đông đồng bào dân tộc thiểu số, phần lớn diện tích tự nhiên ở đây là núi đồi và đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở các buôn làng xa với trung tâm đô thị. Đặc biệt, các tỉnh Tây Nguyên còn có đường biên giới dài, tiếp giáp với nhiều tỉnh thành phố của nước bạn Lào và Campuchia. Trước khi làm việc với Hội Nhà báo và Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh Tây Nguyên, đoàn công tác đã đi thăm, tìm hiểu đời sống sinh hoạt và công tác sẵn sàng chiến đấu của lực lượng biên phòng tỉnh Đắk Nông, đồng thời đến tham quan các khu di tích lịch sử gắn liền với những chiến công của đồng bào Tây Nguyên trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Chia sẻ với các nhà báo đồng bằng, Thượng tá Lê Quốc Hùng, chính trị viên đoàn biên phòng huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông xúc động nói: Kính thưa đoàn công tác của tỉnh Trà Vinh, hôm nay đơn vị rất vinh dự được đón tiếp đoàn đến để thắp hương tại khu tượng đài tưởng niệm 16 vị anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Thì qua đây chúng tôi cảm nhận được cái sự lan tỏa của tình cảm đồng bằng đi lên trên biên giới, trên biên phòng để thấy được sự chiến đấu hy sinh anh dũng của các vị anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Trong thời gian tới thì đối với đơn vị sẽ tiếp tục chắc tay súng và tiếp nối truyền thống anh hùng của dân tộc, của đơn vị để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
Tiếp đó, đoàn công tác của Hội Nhà báo và Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh đã làm việc với Hội Nhà báo và Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh Kon Tum, Đắk Nông, Bình Phước để chia sẻ những kinh nghiệm về công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Phát biểu tại đây, ông Tăng Chí Quấn, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh cho rằng tỉnh Trà Vinh và các tỉnh Tây Nguyên có nhiều nét tương đồng do có đông cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống. Vì thế, ông Tăng Chí Quấn đề nghị Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh Tây Nguyên cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh trong thời gian tới phối hợp liên kết và chia sẻ các tác phẩm báo chí để góp phần quảng bá đến công chúng về những tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, nhất là giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số trên sóng phát thanh truyền hình của mỗi đài. Trân trọng và chia sẻ với đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, ông Phan Cư, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Kon Tum cho biết. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá rất là cao cái sự hợp tác của Đài Trà Vinh đã đến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm với Đài Phát thanh Truyền hình Kon Tum trong việc là sản xuất các chương trình, trong đó chú trọng là sản xuất chương trình tiếng Việt thiểu số. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tăng cường trao đổi tin tức, nhất là cái hợp tác trao đổi tin tức giữa Đài Trà Vinh với là khoảng 22 đài phát thanh truyền hình trong toàn quốc để làm phong phú chương trình cho mỗi đài và phát thanh sóng của mỗi địa phương. Cũng thông qua việc mà trao đổi hợp tác, trao đổi tin tức để mà quảng bá, giới thiệu bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số của Tây Nguyên cũng như là đồng bào các dân tộc thiểu số của Trà Vinh trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Kon Tum cũng như các cái tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên và Tây Nam Bộ mở rộng. Được biết, lãnh đạo các đài phát thanh truyền hình Đắk Nông, Bình Phước cũng thống nhất với kế hoạch phối hợp tổ chức sản xuất và chia sẻ các tác phẩm báo chí theo lời đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh. Theo lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Nông, việc phối hợp tổ chức sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình vừa làm phong phú thêm nội dung phát sóng của mỗi đài, vừa góp phần giới thiệu đến nhân dân các vùng miền về nét văn hóa đặc trưng, đậm đà bản sắc của các dân tộc anh em của đất nước. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi.